cái xe phích ghê ấy, nó khó đi. Thứ nhất là lên xe, xuống xe, bây giờ mình nghiêng xe một chút, mình bước từ đằng sau lên này, nghĩa là như này để nó đỡ bị xước khung, không bị bẩn khung là một này. Khi đi thì bây giờ em pedal nó bên phải ở bên trên như này, và bên nếu mà em đi có cháp, bây giờ chưa có cháp thì em chưa đi, mới đi chưa quen thì em chưa cần cho chân vào cháp đấy. Sau này quen rồi thì cho chân vào cháp như này, móc chỉ cần mõm chân này, cháp này để có tác dụng là như này, lôi xe quay ngược như này này. Đấy, nó quay ngược bánh như này là phải lôi thật mạnh để làm ngược lại chuyển động của xe. Bình thường xe nó quay như này mà em muốn dừng thì em phải hãm ngược lại, được phải kéo thật mạnh. Như thường thì cái khi mình chạy tốc độ nhanh thì quán tính nó rất là mạnh, nó sẽ đẩy chân mình lên, một chân này không ăn thua, đồng thời chân bên trái này sẽ đè cái pedal này xuống, ghi thật mạnh, ghi mạnh. Nếu mà sau này em pro rồi ngồi trên yên cũng có thể drift được. Drift được thường thì hay kẹp chân vào khung này để drift, như cái đấy nó nặng hơn thì sau này quen thì mình làm sao. Mình mới đầu chưa quen thì mình bây giờ drift bình thường là mình phải tiến người về đằng trước này. Thứ nhất là trọng lực nó đổ về đằng trước thì drift bánh sau nó sẽ dễ hơn, nó không bị nặng nữa. Thứ hai là nó sẽ vì bởi vì nó sẽ đẩy người mình về phía trước thì mình phải có cái này điểm tì để nó không đẩy được. Đây tì mình sẽ khóa chân vào đây. Thì khóa chân, chân này móc và chân này chủ yếu là chủ yếu chân sau này nhiều, chân này đè nhiều. Sau này bọn nó đi khỏe thì nhiều khi là nó không cần phải chật cháp nó cũng kết được. Chân này đè không phải đè thẳng như này đè xuống, mà em bây giờ em phải chúc mũi xuống như này này. Tầm như này này. Tì chân người về phía trước, có tác dụng tì người về phía trước và như này đẩy về đằng sau đây, đẩy như này, em nhìn này, bánh nhìn nhìn cái bánh xe nhé. Tì bên trái, tì bên này vào này. Đẩy xuống này như này, em thấy không? Bánh nó quay ngược. Cái lực của chân sau khá nhiều, đây phải đè như này, đè đạp nó xuống như này, đạp như mình chúc như này nó mới có lực hơn, có đà hơn. Đấy thì như vừa nãy anh đạp đây, nó sẽ như này, nó sẽ về sau thì mình phải tì. Thì chân này bây giờ là phải tiến lên phía trước nếu mà đạp chân này đằng đấy. Còn nếu em quen thuận đường này thì em lại làm ngược lại. Đấy. Còn mới đi chưa quen nhiều thì cứ chân nào phía sau mình chưa cần drift vội thì chân nào phía sau lại miết chân đè nó xuống này, đè miết xuống. Cứ chân nào muốn giảm tốc độ muốn đè xuống như này, đè mạnh xuống. Còn khi mà cầm ghi đông thì cầm rộng hai bên này trước cho rộng nhá, không phải cầm hẹp này nó khó lái lắm. Hoặc là sau này khi tốc độ cao thì em cầm dưới như này. Thường cứ bánh quay là đùi đĩa quay, nó không thể dừng được lại chân như xe thông thường, nên em đi quen đã, một hai ngày em sẽ tập skid sau. Thì anh vẫn hôm nay anh sẽ dạy em cả skid các thứ nữa. Thì là như vừa nãy anh hướng dẫn về lý thuyết, bây giờ anh sẽ cho em lên thực hành. Cái chân ở phía sau đè mạnh cái chân này xuống, đè mạnh xuống này. Đấy, đây là ấy. Còn khi skid thì em phải móc. Bây giờ skid thì tầm vị trí như này, em cứ lên đi, ngồi lên không sao đâu. Skid tầm vị trí tầm khoảng 2 giờ như này. Đấy, em muốn skid thì phải đây, chân này tì vào ghi đông đúng không? Chân này móc mạnh cái cháp lại lên, kéo mạnh cháp lại lên, chân kia chúc xuống như anh bảo thấy không? Tì là tùy tì chân này nhá. Chân kia chúc xuống tí nữa. Đấy, đè giữ chặt chân đấy nhá. Xe nó tiến nó sẽ lôi em như này. Đè mạnh chân kia xuống, chân trái đè mạnh thêm tí nữa. Đạp về đằng sau đấy, đúng không? Đấy nó sẽ nặng như này. Đấy. Thì em tì này vào thì nó sẽ có lực hơn. Như tì thì phải ưỡn ngực ra và nhìn đường. Đấy, đúng rồi, như thế, đúng rồi, đổ như trọng tâm như thế này được, như chân chúc xuống, bên kia chúc xuống, đấy, đúng không, chúc xuống, nó sẽ nhẹ hơn chút, đấy, như em đi rồi đường nhựa nó sẽ nhẹ rất nhiều, đây là skid nhá, khi skid xong thì dừng xe là phải nhớ nghiêng sang bên này, nghiêng sang bên này thì biết như nào rồi, gì đó, tạo một cái thói quen đã, khi mà mới tập, lúc nào cũng chân lúc nào trên dính trên pedal, chủ yếu là nghiêng sang bên này thôi, kể cả không có cháp, lúc nào cũng dính trên pedal. Đấy, như thường như em skid như thế này, em skid như thế là dừng như này thì tí đạp mới là em đạp được luôn. Nếu mà em skid ở vị trí thấp như này thì em đạp thì lúc đấy em lại khó đạp hơn. Đi mình để mình làm quen với xe đạp đã. Rồi sau khi làm quen rồi sau thì mình đi kiểu gì đi. Đó thì là cái đấy lưu ý về cái skid lại một lần nữa nhá. Đứng lên là cho hai chân lên rồi skid. Skid thì nhổn người về phía trước. Ok. Chân kia chúc thêm tí nữa. Ok. Tiến người thêm tí nữa, mông tiến ở đấy. Rồi, ưỡn ngược đằng sau. Rồi. Ok, chân kia đạp xuống, chân trái đạp, chân trái chưa đủ mạnh, chân phải móc móc lên. Đấy, chân phải tấn tì để móc lên, chân trái đạp mạnh, chủ yếu ghi chân trái vào. Chúc xuống, giữ yên, đấy, rồi, ok, kiểu như thế, đấy, như thế. Và nghiêng. Đấy là cái skid, khi mà em chạy nhanh thì nó sẽ không nặng như thế đâu. Okay. Em làm chết thì nó rất là nặng, khi em đạp nhanh thì nó sẽ rất là nhẹ, chỉ em hơi nhún vào như thế. Như em chưa thể ấy, bởi em chưa quen cái ghi đông cong, em phải quen đã. Nếu mà em đi ghi đông cao nó còn rất là dễ skid, nó không nặng như này. Ghi đông cao tư thế lái cao thứ nhất là nó sẽ dễ lái hơn, như ghi đông cong thì nó ngầu hơn, đẹp hơn thôi. Còn đương nhiên em đi đây yên hơi thấp, em phải đẩy yên cao lên thôi, đi cho quen. Đấy, bỏ chân ra thì skid sau, bây giờ mình tập cho quen xe đã. Cua thì anh tại nãy em thấy cua nó hơi bị to ấy, bằng cua nó hơi to. Nào thì ở đây, đương nhiên cái này sẽ cua phải to hơn chút, mà cua thì em phải giảm tốc thôi. Cua thì em giảm tốc, thứ nhất là em đạp không, em sẽ dễ chạm bánh, đừng đạp chân lên đằng trước nhiều quá. Đạp chân lên đằng trước nhiều quá thì em sẽ bị chạm bánh ấy. Ví dụ em vào cua như này, vào cua bên phải thì phải mở chân bên trái đằng trước như này.
em vào cua này em sẽ mở là em sẽ mở được nhỏ hơn. Chứ em mở chân bên này thì em hay bị chạm vào bánh. Kể cả anh đi xe đua, anh đi xe đua cũng thế. Khi mà vào cua bên nào thì bao giờ chân đến bên đằng trước như này. Đấy, mình có thể lựa được chân bên đằng trước ở đây. Thì xe đua nó đỡ bị chạm bánh hơn. Vào cua bên kia thì chân kia đằng trước. Vào cua bên này chân này, nhất là đi xe đua càng phải chú ý đấy, không ngã oan. Thế thôi.